lên đây xuống cô thôi, đường này. Đường còn xa đấy, lên cùng anh đi luôn nhỉ. Bố mua cho á? Có muốn ăn chưa? Chú mua kẹo ấy, chú mua hoa quả bên trong.
Ngọt thế nhỉ? Ngon không? Ngon. Vào đây nhé, cô đi lấy thức ăn cho vịt với lợn nhé. Cô làm xin đu cho cháu nhỉ?
khỏi rồi à? Rồi, cô vào nhà đi cô. Cô được về lâu chưa? Đây 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 đi. Cô đi vào đi. Bà chớ nhớ cháu quá. Chớ cũng nhớ bà. Bà nhớ cháu quá, bà về rồi nhỉ. Bà đi cô. Bà về cô ngoan lắm ấy nhỉ. Bà phải là tốt rồi. Nào đi vào nhà. Vẫn chưa khỏi hẳn cô nhỉ? Sưng hết rồi. Vẫn chưa đỡ nhỉ? Cháu ở dưới cô có ngoan không đấy? Không. Ừ. Cô cảm ơn cháu suốt thời gian qua. Cô không có những gì mà trả ơn cháu đáp ứng cháu được. Cô không có gì hết quá. Cô khỏi là tốt lắm rồi. Ừ. Cô được về là may mắn lắm rồi. Không có gì. Cô ngồi đây nhé. Thì cháu đi hộ cậu bé nó dọn đồ nhé. Vâng. Cô ngồi đây nhé. Vâng. Rồi qua nhà cô chơi nhỉ, mình ra cô đi đón nhá. Cô là đi thăm cháu, với lại cô đưa cháu đi học thường xuyên nhé. À. Rồi cô sẽ thường xuyên đưa cháu về đây chơi nhé. À. Rồi, rồi đi. Rồi đi vào ngoan nhé.